Những thông tin chính yếu có trong 365 toàn cảnh: dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7,5%, tạm cấp hơn 22 tỷ đồng cải tạo chung cư cũ, thưởng Tết năm nay giảm từ 15 đến 20% đối với ngành hàng khó khăn. Phóng sự ngắn trong nước: mắm Cá Sơn nhộn nhịp vào mùa Tết. Tiêu điểm: làm sạch kênh rạch ở Thành phố Hồ Chí Minh bằng cách nào? Trong phần tin thế giới: Ukraine tìm thấy hơn 300.000 thiết bị nổ kể từ đầu xung đột. Thu Hiền xin chào quý vị khán giả đang theo dõi 365 toàn cảnh. Rất vui khi được gặp lại và chia sẻ đến quý vị những thông tin hữu ích trong chương trình ngày hôm nay. Và trước hết thì chúng ta hãy cùng kết nối với chị Ngọc Cúc từ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh để biết thêm những vấn đề đáng chú ý tại khu vực này. Xin chào chị Ngọc Cúc. Xin chào quý vị khán giả, xin chào chị Thu Hiền từ khu vực Hà Nội. Hôm nay Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những thông tin đáng chú ý về tình hình vận tải hành khách vào cuối năm và công tác tăng cường giám sát hoạt động bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Tiêu điểm hôm nay sẽ đề cập đến vấn đề ô nhiễm sông ngòi, kênh rạch từ việc xả nước thải chưa qua xử lý, giải pháp nào cho vấn đề này. Tôi sẽ tiếp tục thông tin chi tiết ở phần sau. Xin quý vị hãy giữ nhịp cùng chúng tôi để được cập nhật liên tục những thông tin nổi bật. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chị Ngọc Cúc. Hẹn gặp lại chị trong ít phút nữa. Còn bây giờ là 365 toàn cảnh của ngày hôm nay. Mở đầu cùng một thông tin về kinh tế, thưa quý vị, Ngân hàng Phát triển Châu Á vừa có đánh giá về tình hình kinh tế khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Trong đó, dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng ở mức 7,5% trong năm 2022. Theo đó, kinh tế ở nước ta duy trì mức tăng trưởng ổn định và phát triển qua từng quý trong năm. Mức tăng trưởng này có được nhờ sự phục hồi nhanh trở lại của các ngành du lịch dịch vụ, sản xuất kinh doanh, xuất khẩu. Điển hình ở lĩnh vực xuất khẩu, tính chung 11 tháng năm 2022, xuất khẩu cả nước duy trì tăng trưởng đáng ghi nhận với tổng kim ngạch gần 342 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, theo một số báo chí quốc tế, thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài mạnh cũng là động lực duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian tới, tình hình kinh tế vẫn còn nhiều thách thức từ bên ngoài khi đơn hàng giảm, nhu cầu tiêu dùng chậm lại ở các quốc gia phát triển hay diễn biến về chính sách tiền tệ của Mỹ và châu Âu. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định số 4900 về việc tạm cấp kinh phí cho 5 quận trên địa bàn để lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, cải tạo lại các khu chung cư cũ trong năm nay. Theo quyết định, Hà Nội sẽ tạm cấp kinh phí đến các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Cầu Giấy với kinh phí tạm cấp trên 22 tỷ đồng, trích từ nguồn điều hành tập trung. Phần kinh phí, các nhiệm vụ quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành đã bàn giao Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội. Về phía các quận có trách nhiệm bố trí kịp thời kinh phí, đồng thời chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí hiệu quả, tiết kiệm, đúng chế độ chính sách, đúng mục đích. Trường hợp sử dụng không hết, Ủy ban Nhân dân các quận cần hoàn trả ngân sách thành phố theo đúng quy định. Thực vị năm 2022 được đánh giá có nhiều biến động với cả doanh nghiệp và người lao động, bởi trái ngược với khung cảnh sản xuất tất bật ở những tháng đầu năm, thì hiện nay các doanh nghiệp lại co hẹp quy mô vì thiếu đơn hàng, với lẽ đó mà chi thưởng Tết năm nay cũng giảm theo. Dệt may, da giày là hai trong những ngành hàng đang chịu nhiều áp lực vì đơn hàng sụt giảm trầm trọng, phần lớn các nhà máy phải giãn việc của người lao động. Mặc dù khó khăn bao trùm, nhưng các doanh nghiệp trong ngành vẫn cam kết đảm bảo quyền lợi cho công nhân, duy trì mức thưởng Tết ít nhất một tháng lương. Cũng liên quan đến vấn đề này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho hay mức thưởng Tết năm nay giảm từ 15 đến 20%. Số người nhận thưởng cao đến 100 triệu sẽ không có nhiều, còn lại phần lớn mức thưởng Tết tương đương 1 đến 2 tháng lương. Thưa quý vị, những ngày này thời tiết rét đậm tại khu vực phía Bắc gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều người, nhất là các em học sinh. Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện một số nội dung cụ thể như sau. Đơn vị này đề nghị các trường học hạn chế tổ chức các hoạt động ngoài trời vào những ngày rét đậm rét hại, đồng thời thực hiện tốt công tác phòng chống COVID-19 và các dịch bệnh theo mùa, có biện pháp giữ gìn sức khỏe cho học sinh khi thời tiết chuyển rét và bảo đảm tuyệt đối công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học. Còn liên quan đến việc đảm bảo trật tự, nhà trường cần tăng cường theo dõi, quản lý học sinh, không tham gia đua xe cổ vũ đua xe trái phép, không chơi cờ bạc và sử dụng các loại pháo trái phép trong trường học. Không phải là vụ mùa khai thác chính trong năm, nhưng thời điểm cận Tết Nguyên đán như hiện nay lại là mùa tiêu thụ chính của mắm Cá Sơn bởi đơn đặt hàng tăng mạnh. Hiện tại những hộ làm nghề mắm Cá Sơn trên địa bàn của huyện Ngọc Hiển đang tất bật chuẩn bị nguồn hàng, đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần tăng thêm nguồn thu nhập đón Tết sung túc. Khởi nghiệp từ nghề làm mắm Cá Sơn, chị Phan Thị Truyền là một trong những người tiên phong đưa thương hiệu mắm Cá Sơn Ngọc Hiển đến với thực khách gần xa.
Nhờ cần cù, chịu khó nâng cao chất lượng sản phẩm của mình, nên suốt 9 năm qua, mắm cá sơn của cơ sở Ngọc Truyền ngày càng đậm đà, thơm ngon. Được thị trường tin dùng, giúp gia đình chị có cuộc sống ổn định. Nắm bắt nhu cầu thị trường, gia đình chị đang chuẩn bị lượng hàng gấp đôi, gấp 3 ngày thường để cung ứng dịp Tết. Để cung ứng mắm cá sơn ra thị trường, thì cơ sở chúng tôi có trang bị thêm một số máy móc và đồng thời cũng chú trọng cái khâu an toàn vệ sinh thực phẩm để cung làm cho con mắm ngon, mắm sạch để cung ứng ra thị trường, để kiếm thêm thu nhập cho cơ sở và đồng thời cũng tạo công ăn việc làm cho 5-7 chị em ở địa phương. Cá sơn nhỏ, nhiều gai và vảy, xương lại cứng nên các công đoạn làm mắm cũng khá công phu, tỉ mỉ, cần nhiều nhân công sơ chế. Để giảm chi phí công lao động, tăng sản lượng và chất lượng cho sản phẩm, anh Trần Quốc Khởi, chồng chị Chuyển đã chủ động sáng tạo ra nhiều loại thiết bị, máy móc như máy đánh vảy cá, máy thính mắm, máy xoay thính, motor răng thính. Nhờ đó, giảm được phần lớn các công đoạn làm tay, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người tiêu dùng. Ngày xưa thì mình mướn người làm không có, mình mới đâm ra một cái ý tưởng là mình chế cái máy, để mình thay sức người làm. Sau khi mình chế rồi mình thấy cái lợi ích nó là gấp 10 lần hơn cái người làm, thì nó hỗ trợ đủ mặt hết. Mỗi năm, cơ sở Ngọc Truyền cung cấp cho thị trường từ 8 đến 9 tấn mắm cá sơn thành phẩm, giá bán từ 90.000 đồng đến 100.000 đồng 1 kg. Không chỉ đem lại thu nhập ổn định cho gia đình mà còn giúp giải quyết việc làm cho nhiều lao động nữ tại địa phương. Những tháng cuối năm này sản lượng tăng nhiều hơn, thì các chị em cũng hơi vất vả, nhưng mà thu nhập lại càng cao nhiều hơn thì các chị em cũng vui mừng lắm. Trong thời gian qua thì tổ hợp tác mắm cá sơn Ngọc Truyền phát triển rất là mạnh, không phải chỉ tiêu thụ ở trong tỉnh mà còn tiêu thụ đến tỉnh ngoài. Thì mô hình của chị là thu hút được là khoảng 20 lao động, mỗi lao động như vậy là thu nhập bình quân từ 3 đến 5 triệu đồng trên tháng, tùy theo cái khối lượng mà sản phẩm họ làm. Trong thời gian tới thì Hội Phụ Nữ huyện sẽ tạo điều kiện cho chị tiếp cận các cái nguồn vốn từ Hội Phụ Nữ tỉnh, từ ngân hàng chính sách, và đồng thời hướng dẫn chị, tạo điều kiện giúp đỡ cho chị nâng cái sản phẩm để đăng ký thành sản phẩm OCOP của huyện trong thời gian tới. Không riêng sản phẩm của cơ sở Ngọc Truyền mà mắm cá sơn tại nhiều cơ sở khác trên địa bàn huyện Ngọc Hiển ngày càng khẳng định được chất lượng, thương hiệu và được nhiều người biết đến. Mỗi hộ làm nghề đều có bí quyết riêng khiến mắm cá sơn dù là một món ăn dân dã được làm thủ công nhưng lại luôn được thị trường tin cậy, nức tiếng gần xa. Ngoài những kênh phân phối sản phẩm truyền thống, hộ làm nghề còn nhạy bén đẩy mạnh quảng bá hình ảnh trên các trang mạng xã hội, website, bán hàng trực tuyến để tiếp cận được lượng khách hàng nhiều hơn, đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng một cách nhanh chóng, hiệu quả. Và thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cùng với chị Ngọc Cúc. Xin mời chị Ngọc Cúc. Xin cảm ơn chị Thu Hiền với những thông tin vừa rồi. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu với những nội dung đáng chú ý tiếp theo. Trước hết là nội dung từ tiêu điểm. Thưa quý vị, sự tăng trưởng về dân số cùng tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh đã khiến nhiều hệ thống kênh rạch khắp Thành phố Hồ Chí Minh bị ô nhiễm nặng. Trong khi đó, lượng nước thải chưa qua xử lý vẫn ngày ngày đổ về, càng khiến tình trạng ô nhiễm trầm trọng hơn, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người dân. Trước tình hình này, nhiều người không khỏi băn khoăn với câu hỏi phải làm gì để cứu lấy những kênh rạch. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, hiện lượng nước thải đô thị phát sinh của thành phố khoảng 1,54 triệu mét khối một ngày, chủ yếu từ hai nguồn gồm hoạt động sinh hoạt hàng ngày và sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn. Đáng nói, trong những năm trở lại đây, lượng nước thải đổ ra môi trường liên tục tăng từ năm 2018 đến năm 2021. Ước tính tỷ lệ nước thải bình quân tăng khoảng 6,7%. Về tình hình này, ông Lê Quang Đạo, trưởng phòng hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhận định: Thành phố Hồ Chí Minh đang chịu áp lực lớn từ nguồn nước thải đổ ra môi trường mà chưa qua xử lý. Trong khi đó, thành phố chỉ có 3 nhà máy xử lý nước thải đô thị. Thành phố hiện có 3 nhà máy được xây xong và hoạt động chưa hết công suất lần lượt gồm: Bình Hưng đạt công suất 141.000 mét khối một ngày. Nhà máy Bình Hưng Hòa đạt công suất 30.000 mét khối một ngày và nhà máy Tham Lương Bến Cát đạt công suất 15.000 mét khối một ngày. Ngoài ra còn có một số trạm xử lý nước thải phân tán của khu dân cư.
Với các nhà máy này, tổng lượng nước thải qua xử lý hiện nay chỉ chiếm 12,6%. Nguồn nước thải chưa được qua xử lý đổ ra môi trường, gây ra ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Dẫn chứng rõ từ tình trạng ô nhiễm kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã khiến cá trên dòng kênh chết hàng loạt trong thời gian qua, nhất là vào đầu mùa mưa. Để giải bài toán này, Sở Xây dựng thành phố hướng đến năm 2025, khoảng 80% tổng lượng nước thải sẽ được thu gom và xử lý đạt chuẩn trước khi thải ra môi trường, với khoảng 2.580.000 mét khối một ngày. Để hoàn thành mục tiêu, Sở sẽ tập trung xây dựng hoàn thiện nhà máy xử lý nước thải lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè giai đoạn 2, mời gọi đầu tư thêm nhà máy xử lý nước thải khác. Cùng với đó, hàng năm, thành phố đều có kế hoạch kiểm tra, thanh tra khoảng 200 đơn vị có hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước, để kịp thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm gây ô nhiễm môi trường. Liên quan đến việc kiểm soát bữa ăn bán trú tại trường học, thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở giáo dục phải đảm bảo chất lượng bữa ăn cho học sinh đúng với mức đã thu theo thỏa thuận và nghiêm cấm các trường nhận hoa hồng dưới mọi hình thức. Tháng 2 năm 2023. Theo đánh giá của cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, dự kiến lịch bay mùa đông đạt 680 chuyến bay mỗi ngày, tăng 40 chuyến so với mùa hè, trung bình 100.000 khách mỗi ngày. Trong đó, giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán năm 2023, lịch bay sẽ tăng cao, dự kiến trung bình mỗi ngày có khoảng 800 chuyến bay, lượng khách trung bình ngày khoảng 120.000 khách, bao gồm cả khách nội địa và khách quốc tế. Để đáp ứng kịp thời, các hãng bay được đề nghị bố trí nguồn lực, tăng cường khai thác các chuyến bay vào ban đêm nhằm giảm ùn tắc. Còn hơn một tháng mới đến cao điểm đi lại, nhưng nhiều nhà xe lớn, xe có thương hiệu chạy tuyến thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Trung đã sớm thông báo hết vé. Cụ thể, tại bến xe miền Đông mới, có nhiều hãng xe mang thương hiệu đã gần như hết vé sau một tuần mở bán. Số vé bán ra chủ yếu là khách đặt online từ trước. Theo các hãng xe, năm nay người dân có xu hướng về quê sớm hơn nên lượng vé bán ra nhanh. Dự báo lượng khách trong 10 ngày trước Tết sẽ tăng khoảng 70% so với năm ngoái, cao điểm gần 11.000 khách mỗi ngày. Ở một số chặng đi miền Trung xuất hiện tình trạng hết vé giường nằm, chỉ còn vé ghế ngồi. Hiện ban quản lý các bến xe cũng đang phối hợp với các doanh nghiệp vận tải lên phương án tăng cường xe đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao cho dịp Tết sắp đến. Cùng với đó, phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường giám sát, kiểm tra ngăn chặn tình trạng vé giả, vé chợ đen, vé bán ra cao hơn so với giá niêm yết. Và tiếp theo, xin mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý trên thế giới cùng với chị Thu Hiền. Những thông tin chính yếu tiếp theo: Hàn Quốc muốn liên minh với EU nhằm đối phó chính sách kinh tế của Mỹ. Serbia yêu cầu NATO cho phép triển khai quân đội, cảnh sát đến Kosovo. Phóng sự ngắn thế giới: người tị nạn Ukraine tri ân các quốc gia giúp đỡ đất nước. Bầu không khí cuồng nhiệt ăn mừng chiến thắng lịch sử của cầu động viên Maroc. Trong phần thể thao, năm 2022 đáng quên của Cristiano Ronaldo. Nhà Trắng kêu gọi người dân Mỹ tiêm tăng cường vaccine COVID-19. Xin được tiếp tục với phần tin quốc tế. Trước tiên sẽ là một thông tin đáng chú ý về tình hình tại Đông Âu. Kể từ cuối tháng 2, thì đất nước Ukraine đã chìm trong các cuộc giao tranh khốc liệt với những đợt không kích có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều mối nguy hiểm tiềm tàng khác. Một trong số đó xuất phát từ những thiết bị nổ nằm rải rác khắp nơi. Giới chức Ukraine nói rằng họ đã tìm thấy hàng trăm nghìn thiết bị nổ trên lãnh thổ của nước này. Phát biểu tại Hội nghị Nhân quyền tại thủ đô Kiev vào hôm 10 tháng 12, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Katerina Pavlichenko cho biết cơ quan khẩn cấp nhà nước đã xác định và loại bỏ hơn 300.000 thiết bị nổ kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra vào hồi cuối tháng 2. Theo ông Pavlichenko, hiện còn khoảng 30% lãnh thổ Ukraine chưa được giả phá bom mìn. Đạo luật giảm lạm phát IRA của Mỹ một lần nữa đã làm các đồng minh lo ngại khi mới đây Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Dokeun An cho rằng Seoul và Liên minh châu Âu nên phối hợp cùng nhau để đối phó trước gói trợ cấp doanh nghiệp quy mô lớn của chính quyền Biden. Đạo luật giảm lạm phát có những điều khoản bao gồm gói trợ cấp cho lĩnh vực sản xuất ô tô điện và pin của Mỹ. Điều này đã khiến cho các nhà sản xuất đến từ Hàn Quốc và châu Âu lo ngại sản phẩm của họ sẽ mất ưu thế cạnh tranh so với các sản phẩm đến từ Mỹ. Phát biểu trên kênh Euractiv, Bộ trưởng An đã kêu gọi EU nên hợp tác với Hàn Quốc để phát triển một phản ứng đối với IRA. Trước đó, Liên minh châu Âu cũng nhiều lần lên tiếng phản ứng trước chính sách hỗ trợ kinh tế của Mỹ. Ông An nói, chúng tôi có cơ hội rộng mở để EU và Hàn Quốc liên kết với nhau để làm cho IRA tương thích hơn với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, đồng thời không gây xáo động cho các nhà sản xuất.
Thậm chí Brussels, Seoul cũng nên hợp tác với Washington để giảm thiểu tác động phân biệt đối xử mà IRA có thể gây ra cho các doanh nghiệp. Trước đó, người đứng đầu Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu, ông Bernd Lange, đã tuyên bố EU nên đệ đơn kiện lên WTO chống lại đạo luật này của chính quyền Biden. Căng thẳng giữa Serbia và Kosovo tiếp tục leo thang. Trong diễn biến mới đây, thì Serbia nói rằng sẽ hối thúc NATO cho phép nước này triển khai quân đội và cảnh sát đến Kosovo. Reuters trích dẫn phát biểu của Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić tại cuộc họp báo ở thủ đô Belgrade vào hôm 10 tháng 12 cho biết: "Chúng tôi sẽ gửi thư yêu cầu tới chỉ huy của lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO ở Kosovo về việc đưa quân đội và cảnh sát Serbia đến lãnh thổ Kosovo và khu vực Metohija." Phát biểu trên được Tổng thống Serbia đưa ra sau khi loạt căng thẳng giữa chính quyền Kosovo và người Serbia bùng phát ở phía bắc Kosovo, khiến cho cuộc bầu cử ở đây phải tạm hoãn. Theo ông Vučić, chính phủ Serbia sẽ chính thức thông qua yêu cầu NATO cho phép triển khai quân đến Kosovo vào ngày 13 hoặc 14 tháng 12. Song nhà lãnh đạo cũng bày tỏ ông không mong đợi quá nhiều rằng yêu cầu này sẽ được NATO chấp thuận. Đây là lần đầu tiên chính quyền Belgrade đã yêu cầu triển khai quân ở Kosovo. Theo nghị quyết 1244 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về chấm dứt xung đột ở Kosovo năm 1998-1999, Serbia có thể triển khai tối đa 1.000 quân tới các khu vực có đa số người Serbia nếu chỉ huy lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO ở Kosovo chấp thuận. Vào ngày 11 tháng 12, thì Viện trưởng Hành chính Viện của đảo Đài Loan, ông Tô Trinh Sương cho biết chính quyền hòn đảo đang cân nhắc việc đệ đơn kiện Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO sau khi Bắc Kinh ban hành lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm và đồ uống từ Đài Loan. Đài Loan và Trung Quốc đều là thành viên của WTO. Theo Reuters, trong 2 năm qua, Đài Loan đã nhiều lần chỉ trích Trung Quốc vì cấm nhập khẩu các mặt hàng nông sản và thủy sản nhằm gây ra áp lực kinh tế cho hòn đảo. Vừa qua, Bắc Kinh đã ban hành lệnh cấm mới lên những sản phẩm như mực và một số loại bia rượu. Phía Trung Quốc cho rằng nguyên nhân dẫn đến lệnh cấm là do các công ty Đài Loan không hoàn thành đầy đủ những thủ tục giấy tờ liên quan. Theo ông Tô Trinh Sương, việc Bắc Kinh sử dụng các biện pháp hành chính để can thiệp vào hoạt động thương mại là không phù hợp với quy tắc của WTO. Chính quyền Đài Bắc hiện đang nỗ lực giải quyết vấn đề này, ông Tô nói. Nếu có bất kỳ điều gì không tuân thủ theo quy định của WTO, chúng tôi sẽ gửi đơn khiếu nại lên WTO. Trong một tuyên bố vào cuối ngày 11 tháng 12, Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc cho biết vấn đề là do các công ty Đài Loan đã đăng ký không hợp lệ và đây là biện pháp giám sát an toàn thực phẩm thông thường. Mới đây, một nhóm những người tị nạn Ukraine tại Hungary vừa tổ chức một buổi biểu diễn để gửi lời cảm ơn đến Hungary và cả những quốc gia châu Âu khác đã giúp đỡ đất nước của họ và những người phải rời bỏ quê hương vì xung đột. Bên ngoài tòa nhà Quốc hội Hungary, những chàng trai, cô gái người tị nạn Ukraine trong trang phục dân gian truyền thống đã mang đến những lời ca, điệu múa say đắm lòng người. Tôi đến từ vùng Khmelnytsky của Kharkiv và may mắn được sơ tán đến đây. Đây không chỉ đơn thuần là một buổi biểu diễn mừng Giáng sinh, mà còn là cách để những người tị nạn Ukraine tri ân những quốc gia đã giúp đỡ đất nước của họ. Theo kế hoạch, đoàn nghệ thuật người Ukraine còn tổ chức những buổi biểu diễn tương tự tại thủ đô của Áo, Slovakia, Cộng hòa Séc và Ba Lan. Những đứa trẻ này ở đây với tư cách là những đại sứ mang nét đẹp văn hóa của đất nước mình hòa vào bầu không khí của mùa lễ hội cuối năm. Theo dữ liệu từ cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc UNHCR, khoảng 4,5 triệu người Ukraine đã đăng ký xin tị nạn ở các quốc gia EU. Thưa quý vị, vào tối ngày 10 tháng 12, theo giờ Việt Nam, thì Maroc đã tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích cho hành trình của mình tại World Cup Qatar 2022 khi đánh bại Bồ Đào Nha ở vòng tứ kết, qua đó trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên vào bán kết của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Với chiến thắng lịch sử này, thì hàng chục nghìn cổ động viên Maroc trên thế giới đã đổ xuống đường ăn mừng trong tiếng reo hò và pháo sáng. Sau đây hãy cùng đến với những hình ảnh ghi lại bầu không khí cuồng nhiệt, bùng nổ cảm xúc của 20.000 người hâm mộ Maroc trên đại lộ Champs-Élysées, mang tính biểu tượng tại thủ đô Paris. Thưa quý vị, Cristiano Ronaldo chắc chắn là một cái tên. Thưa quý vị, Cristiano Ronaldo chắc chắn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất của thế giới bóng đá thời gian qua sau những phát ngôn của anh nhằm vào đội bóng chủ quản Manchester United và ông thầy Erik Ten Hag khiến cho anh bị đuổi khỏi đội bóng.
Chưa dừng lại ở đó thì giải đấu quan trọng nhất năm nay là World Cup, Ronaldo cũng dính không ít lùm xùm về việc làm mình làm mẩy với huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha khi phải ngồi trên ghế dự bị vì anh thể hiện một phong độ quá bạc nhược tại sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh lần này. Cùng với đó bị loại khỏi vòng tứ kết vừa qua bởi một đội bóng nhỏ bé đến từ châu Phi là Maroc đã khiến cho năm 2022 của Ronaldo khép lại thật đáng quên trong sự nghiệp lừng lẫy của anh. Cuộc phỏng vấn gây chấn động của Ronaldo với nhà báo Piers Morgan của tờ The Sun được thực hiện chỉ vài ngày trước khi World Cup 2022 khởi tranh. Những thông tin được hé lộ từ cuộc phỏng vấn đó đã đẩy ngôi sao người Bồ Đào Nha rời khỏi câu lạc bộ khi anh và Quỷ Đỏ thành Manchester United đã đạt được một thỏa thuận thanh lý hợp đồng. Khả năng trở lại sân Old Trafford và được chào đón như một người hùng giờ là viễn cảnh không thể xảy ra với Ronaldo. Tương lai của CR7 và biến đổi mới của Ronaldo sẽ là một dấu hỏi lớn, nhất là khi anh chưa hề có ý định giải nghệ ở tuổi 37. Vào tối ngày 10 tháng 12, Bồ Đào Nha đã thất bại trước Morocco tại tứ kết World Cup 2022 với tỷ số 0-1. Trước trận đấu này, đoàn quân của huấn luyện viên Fernando Santos được đánh giá cao hơn đối thủ. Đây là một ngày đáng quên với Ronaldo, bởi World Cup 2022 có thể là giải đấu quốc tế cuối cùng mà anh có cơ hội được chinh phục. Đáng tiếc là trong suốt thời gian có mặt trên sân, CR7 không để lại nhiều dấu ấn và Bồ Đào Nha đã để thua đội bóng dưới cờ Maroc nên đã bị loại. Không những vậy, trước khi vào sân, Ronaldo còn bị một cổ động viên tạt nước vào người. Ngay sau đó, cổ động viên này đã bị an ninh có mặt trên sân Antumama tóm gọn và tống cổ ra khỏi sân. Giờ đây, nửa chặng đường còn lại của mùa giải, Ronaldo đang phải tìm đội bóng mới, một việc nhiều người nghĩ rằng anh sẽ không phải trải qua. Xét về tầm vóc của anh trước đây, nhiều đội bóng phải tìm đến anh. Nhưng ở thời điểm hiện tại, những câu lạc bộ đủ điều kiện mà anh muốn thi đấu thì lại lắc đầu. Tầm vóc của Ronaldo ở đội tuyển là điều không cần bàn cãi. Anh hiện đang là thủ quân, là người ghi nhiều bàn thắng nhất và cũng là người khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất. Ngôi sao sinh năm 1985 là một tượng đài, một huyền thoại sống nhận được sự nể trọng của thế giới bóng đá. Tiếp tục chương trình cùng 365 Y tế, thưa quý vị. Vài tuần trở lại đây thì số lượng bệnh nhân mắc các bệnh lý về hô hấp gia tăng mạnh. Đơn cử tại Bệnh viện Phổi Trung ương, nếu như trước đây khoa điều trị khoảng 200 bệnh nhân nội trú một tháng, thì thời gian này số lượng bệnh nhân tăng lên từ 250 đến 280 người. Theo các bác sĩ, bệnh nhân nhập viện đều có mối liên quan đến thời tiết, môi trường. Đây là yếu tố nguy cơ đối với các bệnh lý đường hô hấp, đặc biệt khi thời tiết chuyển lạnh sâu. Trong đó, các trường hợp có sức đề kháng kém như người cao tuổi, trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, người có bệnh lý nền càng dễ bị tổn thương. Do đó, để phòng bệnh, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần quan tâm nhiều hơn đến việc giữ ấm. Khi ra ngoài trời, cần lưu ý giữ ấm cẩn thận một số vùng trên cơ thể như tai, cổ, gáy, bụng, bàn chân, khớp xương. Vì đây là những bộ phận trong cơ thể dễ bị nhiễm lạnh trước nên cần che kín. Bên cạnh đó, quế gừng cũng là những thực phẩm hữu dụng có tác dụng làm ấm cơ thể, phòng tránh rét. Người dân có thể pha nước ấm để uống hoặc ngậm để làm nóng cơ thể, tăng cường bảo vệ sức khỏe. Vừa qua, thì các quan chức y tế hàng đầu nước Mỹ đã lên tiếng kêu gọi người dân tiêm tăng cường vaccine COVID-19 để ngăn ngừa lây nhiễm bùng phát trong dịp lễ cuối năm sắp tới. Phát biểu tại một cuộc họp trực tuyến, điều phối viên ứng phó với COVID-19 của Nhà Trắng, tiến sĩ Ashish Sha, đã đề nghị những người từng nhiễm virus trước đây nên sớm cân nhắc tiêm mũi nhắc lại để ngăn ngừa biến chủng Omicron. Các lô vaccine mới tiêm ngừa chủng Omicron đã được những hãng dược phẩm như Pfizer, BioNTech và Moderna cung cấp hồi tháng 9, nhưng người dân Mỹ vẫn chưa vội tiêm nhắc lại. Theo ông Ashish Sha, khoảng 42,2 triệu mũi tiêm đã được cập nhật kể từ tháng 9, nhưng trong đó chỉ có 34% là người từ 65 tuổi trở lên thực hiện tiêm tăng cường. Cố vấn y tế chính của Tổng thống Joe Biden, tiến sĩ Anthony Fauci đã nói rằng đừng chờ đợi, nếu chúng ta chần chừ tiêm phòng, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Và tiếp theo là các thông tin dự báo thời tiết với chị Xuân Ngọc. Xin mời chị Xuân Ngọc. Quý vị đang theo dõi chuyên mục Thời tiết 4 mùa. Thưa quý vị, tại khu vực miền Bắc ngay lúc này đây thì vẫn đang duy trì khá là nhiều mây, sương mù nhiều vào sáng sớm, nhiều nơi thì còn lất phất mưa nhỏ, mưa bụi. Toàn miền vẫn chìm trong khối không khí lạnh, nhiệt độ không quá 21 độ C. Với thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài thì bên cạnh việc tăng cường bảo vệ sức khỏe thì quý vị cũng lưu ý là đề phòng các yếu tố gia tăng, rủi ro va chạm giao thông trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt này. Đặc biệt là người lái xe máy dưới thời tiết rét tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Bởi lẽ trời lạnh thì người đi mô tô xe máy
thường sẽ có thói quen là chùm khăn mũ kín mít, áo đơn, áo kép, giày cộm cả người, khiến khả năng quan sát và phản ứng linh hoạt bị giảm đi rất nhiều. Cùng lúc này, di chuyển xuống khu vực miền Trung thì khối không khí lạnh suy yếu dần, nên là lượng mưa ở miền Trung cũng suy giảm. Khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận thì đón nắng trở lại, nhiệt độ dao động từ 23-26 độ C. Trong khi đó, thì tại Tây Nguyên và Nam Bộ thì hình thái thời tiết tương đồng nhau. Mưa rào chỉ xuất hiện ở một số khu vực vào chiều tối, ban ngày thì chủ yếu là nắng ráo. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên thì dao động từ 26-29 độ C, còn khu vực Nam Bộ nhiệt độ từ 30-33 độ C. Nhìn chung thì thời tiết ở cả hai vùng này tương đối ổn định, thích hợp cho những chuyến đi tham quan trải nghiệm. Quý vị có thể tham khảo qua lễ hội nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng đang được tổ chức tại Tây Ninh từ ngày 10 cho tới 18 tháng 12. Với quy mô 200 gian hàng, tại đây thì quý vị có thể đến tham gia khu triển lãm phục dựng nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, rồi tự tay tráng bánh, rồi nướng bánh. Chia sẻ thêm một chút thông tin thì từ năm 2016, nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ đó thì lễ hội nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng đã trở thành sự kiện văn hóa độc đáo của chính quyền và nhân dân thị xã Trảng Bàng, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng. Và sau đây sẽ là dự báo thời tiết về một số tỉnh thành trên cả nước. Và đến đây thì 365 toàn cảnh của ngày hôm nay cũng đã khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thu Hiền xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.